Therapeutic and biopharma luôn, rất là hiếm những cái con mà nó tràn hẳn, nó over hai phần như vậy, chuyên về những cái thứ cancer và những cái cell T. Ngày xưa mọi người nhớ tôi có khoảng 2 tháng trước tôi đã cho mọi người một con cell T á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào thông số của con IOVA khoảng 12-13 ha. Thì cao nhất của nó là 54. Tại con này còn xuống nữa. Khi mà chúng ta lấy được những cái giá này rồi, sau này chúng ta bán rất là good. Tất cả mọi con stock hiện tại cũng đang ảnh hưởng bởi unemployment. TD khoảng 10%. Thì con này để C2, C3 nha. V1 trừ V2 thì nhỏ hơn 1%. Cap thì là một con tỷ đô. Thì công ty này cũng gọi là một cái công ty giàu có. Không có đến nỗi nào vì ôm bạc tỷ trong tay mà chứng khoán trên sàn mà. Thì đem cái đó nhân lên bao nhiêu phần trăm đó thì ra tổng tài sản của nó, thì tài sản của nó hàng chục tỷ mà. So recommend thì mọi người nên mua thôi, mua cái này mà mua ít thôi, mua chừng khoảng vài chục xe để đó. Thì rotation của biểu đồ thì bao nhiêu, chạy gần 40 số, tuyệt vời, hết xoài nó cộng. Còn biểu đồ của nó thì chỉ là tam giác đa chiều thôi. Công ty này cũng thành lập được 14 năm rồi ở nước Mỹ. Và nhân viên thì nó có khoảng tính luôn contractor là khoảng 270-300 độ loại thôi. Dạ, yeah, nó là 1/4. Vì nó dính tới bio thì that's why nó IQ cao. F1, F2 trừ các percent C và các cộng nha. Nói chung để càng lâu là càng lợi. Còn beta của nó là 1.9 SO và 1.47 A2. Con thứ hai cũng ra là PASG khoảng 10-12 đồng, ok. Thì cao nhất của nó là 38 và thấp nhất là 12. TD khoảng 10%. Thì con này chúng ta bỏ C1, C2 được vì là một công ty dược nha. Nó điều trị những căn bệnh carbo, rồi nó tập trung về những cái thuốc trị liệu của bên hệ thần kinh á. Dạ, nói công ty này nó sản xuất những loại thuốc gọi là đặc trị thôi, chứ mà những loại thuốc như Tylenol đồ, mấy loại thuốc nhẹ vớ vẩn ai làm cũng được hết. Thậm chí Warren tự bản thân nó làm cũng được nữa. So thì V1 đang rớt, V2 thì nhỏ hơn 1%. Thì V1 là cái gì? V1 là cái giá now price, là cái giá nền, là cái giá hiện tại nha. Còn mọi người muốn mua thì là bằng tính giá nền F1 rồi mới mua. V2 là cái gì? V2 là cái total volume vừa mua vừa bán trong một ngày. Cap là M. Thì recommend thì nên mua con này, nên mua và mua ít thôi, và mua trong cân nhắc nha. Thì rotation thì cộng, vì cái độ rotation nó khoảng 26, nếu mà khoảng 3-40 trở lên thì là cộng mình cũng còn tùy nữa, nhiều yếu tố lắm. Em thì nó là double mountain rất là rõ, cái biểu đồ rất dễ coi. Area thì US 4 năm,
và 1/10, có nghĩa là khoảng được hơn 100 nhân viên. Vì là một công ty thuốc, mỗi người chất lượng lắm, không có cần nhiều đâu. Và một người lương của người ta cũng gần 200 một năm rồi. Thì công ty này thì tại nó dính tới medical, that's why by cái IQ của nó là cao. Còn cái Futuro F1 và V1 với V2 khác và sen cáp tương đương thôi. Cái cáp của nó cũng không có nhỉnh cho lắm. Nhưng mà sau cái quá trình reset và tuần sau á, và nói chung là mọi người đang ở bị ảnh hưởng cái unemployment. Nhớ nha, cái chuyện này là nó hay đỏ sàn lắm. Và ở bên crypto thì nó đang cân lại, nó cân lại cái hệ số bên bệnh, that's why có những cái tin mà nó đỏ lắm. Thì nói chung là mình cứ setup như thế nào, mình setup y chang vậy đi. Bên beta thì là 1.4 SO. Còn thông số thứ hai là 200. Thì mọi người nhớ nha, khi mà mua nhớ mua tính F1 và cân đo đong đếm cẩn thận. Vì nói chung là tôi soạn sẵn hết rồi, nhưng mà không có thể nào mà bỏ lên đây mà hết được, nguyên vẹn, trọn vẹn được. Thì mọi người chịu khó, nói chung là đã mua sẵn hết rồi, chỉ có bỏ vô trong chảo mà xào ăn thôi. Rất là khỏe. Con này chú ý nó chút xíu, vì là công ty dược nên cáp là cáp ẩn. Có những con công ty dược nó cáp thật, nhưng mà có những công ty dược nó cáp ẩn. Dạ. Nó không phải là cáp ẩn mà nó chỉ cho người ta coi một phần thôi. Dạ, nó không có giấu. Thì những công ty thuốc á, có những loại thuốc rất là mắc tiền. Thì một loại thuốc, một hộp thuốc có thể là mấy chục ngàn luôn á. Ok, tao qua công ty cuối cùng ngày hôm nay là công ty sản xuất đồ chơi SUMR. Mua khoảng 90 đồng ok. Mua với giá hiện tại cũng rất là good rồi. Thì cao nhất của nó là 24, thấp nhất của nó là 4. Thì TD khoảng 5-10% là được. À, con này rất là nhiều cái lạ trên đây ha. C1, 2 đều được cả. V1 trừ, V2 thì nhỏ hơn 1%, nhưng mà cap là M trừ. Nhưng mà cap này là nó để là A. Nó là Academy cap. Tiếng Việt thì để nó là cáp thương mại 117. Thì chúng ta sẽ mai mốt chúng ta sẽ học cái này sau. Nói chung là đem cái số liệu mà nó đưa đem nhân 117 lần và cộng thêm một số thông số nữa, nó sẽ ra cái cáp thật của nó. Không phải là cáp này, không phải là cáp ẩn, nó là cáp thương mại, nó ghi vậy đó. Để nó giữ cho cái giá của nó rẻ, dễ mua thôi, không gì hết á. Recommend, yes, mua nhúm thôi. Chứ thật sự những con này độ rotation nó cũng có đó. Nha, nó cũng rẻ đó, nhưng mà nói chung là về cái bên mà lĩnh vực và cái đồ chơi đồ này tôi cũng không quan tâm cho lắm. Thì mọi người nếu mà muốn mua thì cứ tìm hiểu nhiều quá, thì muốn mua nhiều thì tìm hiểu sâu hơn. Nhưng mà những con này mua được. Map của nó thì map thì là tam giác đa chiều bình thường thôi, không gì lạ hết á. Công ty này ở Mỹ cũng được gần 40 năm rồi. Chuyên về lĩnh vực sản xuất đồ chơi và cái thông số thứ ba đó. Cái thông số cuối cùng là employee thì nó report ở cái nhóm thứ hai nha. Nhóm thứ hai là nhóm quản lý công ty. Và một công ty sản xuất đồ chơi nó không có bỏ full công ty lên đây, nhưng mà nó report là cái nhóm thứ hai thôi. Và nhóm thứ ba mới là full công ty, mình không bỏ nhóm thứ ba lên. Thì nhóm đầu tiên là sao? Là nhóm giám đốc, nhóm thứ hai là nhóm quản lý, nhóm thứ ba là mới là toàn thể công ty. Thì những công ty như thế này nó sản xuất những cái dính tới những cái tất cả những thứ gì của nó là đều dính tới trẻ em hết. Thì đương nhiên dính tới trẻ em thì đương nhiên IQ là phải cao rồi. Nó cũng nhiều mặt hàng lắm.
những cái mà đồ về sơ sinh, nói chung là vị thành niên cũng có, nhưng mà các sản phẩm của nó thì nó chuyên về sơ sinh thôi. Bàn ghế, tủ giường, ba cái đồ chơi, ba cái vật dụng linh tinh, chăn ra niệm gói, everything. Thì FG là cái filter roll của nó là V1 nhưng mà tag cap cộng nha. Còn cái beta của nó là đặc biệt, beta của nó lạ hơn người ta. Beta của nó là nó report là 0.96 là bình thường thôi, nhưng mà tại cái beta này nó đi nó chạy theo thông số của cái nhóm quản lý công ty ra 1.3 AM. Giúp mọi người nhớ hình như con này là con đầu tiên tôi nói về cái cáp cáp thương mại. Nếu mà mọi người coi liền ở trên đó đó, thấy có mấy chục triệu, thấy cái thông số nó có gì đó nó sai sai liền luôn á. Nhìn nói chung là nhìn vô là chúng ta phải phân biệt được cái gì đúng cái gì sai, dù là ba cái reporting list, reporting number and, nhưng mà có những thứ chúng ta không thể biết được và chúng ta không thể nào calculation được, bắt buộc phải đi học. Đương nhiên người có học phải có mất nhiều thời gian hơn và sẽ tốn nhiều thứ hơn rồi, đặc biệt là thời gian và cái độ focus. Mua được là OSTK, WKHS và HYLN. Thì OSTK thì phải mua khoảng 65 nha. Thì mấy con kia chúng ta mua thì tự tính F1 mà mua. Chắc nhất là tự tính F1 mà mua. Và nó không có đứa nào trong double mountain và single mountain. Đó là cái hint tôi gửi cho mọi người. So thank you and have a wonderful day.